Ê, bà kia, đi đâu đó? Vô đây làm gì? Đi đánh bài chứ đi đâu. Bạn bè mấy chục năm, gặp lại nhau không nhìn ra hả ông nội? Bé Chính nè. Trời đất, mấy chục năm rồi không gặp. Làm ăn khá không chị Chính? Không khá mà sao đi đánh bài. Tất nhiên là phải khá rồi. Còn anh, bao lâu rồi mừng ăn có được không? Trời ơi, sao trốn vô cái xó này vậy? Bị công an hốt mấy lần cũng bấp bênh lắm. Ờ, chị Chính cứ tự nhiên vô đi vậy. Ừ, qua đây chị đi. Hôm nay tôi ngứa tay quá, cũng may tôi tìm hỏi được cái chỗ của anh. Ê, xích ra. Ừ, có mày thì ra là bà xô đẩy chị ở đây. Đi ra chỗ khác, tôi đang thua đó. Cái thằng ranh con này, mày dám lớn giọng với bà hả? Bà có tin á, tôi cho bà nhập viện ngay lập tức không? Mày ngon, tao cho mày vô thẳng nhà xác luôn đó. Bà nói cái gì hả? Thôi, mày dám hỗn với chị Chính hả? Chị Chính ngày xưa cũng có máu mặt ở vùng này đó. Chú đừng có hù tôi, bà là mẹ anh Tịnh chứ ai mà không biết. Tao hù mày làm gì? Tao còn phải nể chị Chính mày một bậc nữa đó. Nè, mày có nghe danh chị Chính Giao Lam chưa? Cũng có nghe, mấy chục năm trước ở vùng này là bà đó hả? Ừ, gật đầu chào chị Chính cái đi. Chị Chính. Được rồi, chuyện cũ bỏ qua đi anh. Trên chiếu bạc này thì ai cũng giống ai thôi. Được rồi, trước lạ sau quen. Xích vô. Ngồi xuống chơi đi chị. Ai cần tiền cứ nói tôi cho mượn. Chú Út, cho tao mượn thêm đi. Mày mượn gì mà mượn hoài vậy? Có tiền trả không đó? Ghe lậu mày mới bị hốt rồi. Chú yên tâm đi, đói khùng quá thì tôi qua mượn ông cậu của tôi, có gì đâu mà chú phải lo. Được rồi, mày muốn mượn bao nhiêu? 5 triệu. Nè, rồi nhanh đi. Chị đi. Chị đi. Chị nhanh lên, đặt tự do phải không? Mẹ. Về rồi đó hả con? Dạ. Ba chưa về hả mẹ? Ông có bao giờ về giờ này đâu. Ủa, mà con ăn cơm chưa? Mẹ có để phần cho con ở dưới bếp á. Dạ, con chưa có ăn. Để con xuống con tắm rồi con ăn sao nha mẹ. Ừ. Dạ, con chào dì ba. Về hồi nào vậy con? Vô ngồi ghế nè. Dạ, con mới về hồi chiều. Sáng mai á, con phải qua lò gốm của Long khảo sát lại tiến độ làm việc của công ty. Rồi con về trễ luôn. Nên bây giờ con tranh thủ qua thăm dì trước. Con Ngân nó cũng mới vừa về, để dì kêu nó ra nghe. Ngân ơi, Ngân à, thằng dạ, con ra liền. Anh Hữu, anh Hữu mới tới chơi. Hôm nay em về nhà ngủ hả? À, bên chị Tư Xuân cho con Ngân về nhà buổi tối rồi con. Ba ngày thì mới phải qua bên đó làm thôi. Có phải là vì chuyện của Long với Ngân không gì? Con hỏi vậy là sao Hữu? Con về đây á, con nghe bà con hàng xóm người ta đồn Long với Ngân. Ngân, có phải em thay lòng, em yêu thằng Long rồi đúng không? Hữu à, con đừng nghe người ta đồn bậy. Con Ngân với thằng Long không có cái gì đâu. Có lửa mới có khói chứ gì. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó hết. Con sẽ không làm khó Ngân nữa.
con sẽ quỷ hôn. Hữu, sao? Hữu à, con đừng có nghe người ta đồn bậy bạ. Dì thề với con là hai đứa nó trong sạch, Ngân với Long không có chuyện gì hết á. Dì có cần giải thích với con không? Thằng Long nó đã thừa nhận với con rồi. Nó nói là nó yêu Ngân, nó còn nói là Ngân có tình cảm với nó nữa. Tại sao vậy? Tại sao em cứ im lặng mà không trả lời? Có đúng như vậy không? Em xin lỗi anh Hữu. Đúng, em yêu anh Long. Ngân, con nói cái gì vậy? Con muốn gạt anh Hữu. Em xin lỗi anh Hữu. Em cũng không biết là từ lúc nào em yêu anh Long nữa. Tụi em chưa có thổ lộ với nhau gì hết. Tất cả mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Anh có điểm gì không tốt? Em trả lời anh đi. Anh thua thằng Long có điểm nào? Không, anh rất tốt với em. Từ xưa tới bây giờ anh vẫn rất tốt với em. Nhưng mà em phát hiện ra được, em và anh không phải là tình yêu anh Hữu à. Trời ơi. Thôi dì ba con gì, chuyện hứa hôn giữa dì ba với mẹ con coi như là hủy bỏ đi dì ba. Hữu à, con về. Nghe dì nói nè Hữu. Ngân, con làm sao vậy? Con đã làm cái gì vậy hả? Trời ơi, mẹ đã nói với con rồi mà, tại sao con lại? Con không thể gạt anh Hữu được mẹ à. Con mà gạt anh Hữu, con sẽ thấy có lỗi với anh Hữu à. Con không thể làm như vậy được. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Chào Văn Hiền. Minh, sao vô nhà tao vậy? Nhà mày tao vô cái một hả? Mà ở đây có gì đâu mà lấy. Ngồi đi. Sao, mày thấy tao làm ăn được không? Cảm ơn mày nhiều. Ừ, tiền đó. Cảm ơn bà Hiền nha. Mày á, đúng là vị cứu tinh của tao. Tao đang kẹt tiền. Mày có chắc là không có ai biết mày chủ mưu việc tung tin giữa Long và Ngân cho cả làng biết không? Tất nhiên là không rồi. Tao đã dặn kỹ bọn đàn em. Thằng Long cứ tưởng do bà Mỹ Thu nhiều chuyện mà ra, với một mình bả làm sao mà tung tin lan rộng như vậy được. Mà mày cũng thiệt, muốn đá con Ngân quỷ hôn thì nói tiếng là xong. Làm gì mà bà nhiều trò vậy? Tao không muốn bản thân phải mang tiếng là phản bội người khác. Vậy là mày nhường cái vai đó lại cho con Ngân hả? Ừ. Mày đúng là cao tay thiệt. Bộ mày có người yêu lý tưởng trên thành phố rồi hả? Người ta hơn Ngân rất nhiều, có thể giúp được cho tương lai của tao. Tao chúc mừng mày nha. Có gì đâu chúc mừng. Mày sao vậy? Mọi chuyện của mày thuận lợi mà, sao mày không vui? Tao không ngờ Ngân lại yêu thằng Long. Nè, đừng nói mày ghen nha. Còn mày, mày sao rồi? Lúc này mày làm cái gì? Tao chưa có việc làm gì hết. Tạm thời bây giờ tao đánh bài kiếm ít tiền sống qua ngày thôi. Mày tối ngày cờ bạc. Cờ bạc không có giàu nổi đâu. Nó ăn vô máu của tao rồi, sao mà tao bỏ được. Thôi, tao về. Có gì cần, alo tao. Ê. Cửa nè. Tao quen rồi. Vô đường nào ra đường đó. Đi hả? Báo cho một tin nha. Ừ, nói đi. Công ty của tôi á đang thương lượng với đối tác bên Nhật để xuất khẩu. Chắc chắn á là khả năng ký được hợp đồng rất cao. Nè, chúc mừng Long nha, tương lai đang rộng mở đó. Cũng nhờ may mắn gặp được chú Hoàng thôi. Bây giờ Hữu về thành phố luôn hả? Ừ, công việc ở trển đang nhiều lắm. Hữu về đây có gặp Ngân chưa? Tối hôm qua tôi có qua bên đó. Ngân đã quỷ hôn rồi. Ừ, thiệt không?
Ngân đã thú nhận với tôi là Ngân yêu Long đó. Thiệt hả? Nhưng mà cũng có ích gì đâu. Vì ba có chấp nhận tôi đâu. Vì ba chỉ chấp nhận Hữu thôi. Cái đó là lúc Ngân chưa hủy hôn thì dì ba phải ngăn cản hai người là đúng rồi. Còn bây giờ á, chuyện hôn sự giữa tôi với Ngân đã không còn nữa. Long cứ mạnh dạn tiến tới đi. Hữu nói cũng có lý. Cảm ơn Hữu nhiều nha. Đối xử tốt với Ngân nha. Alo, tôi nghe nè. Tôi vừa điện thoại cho anh Khánh. Chắc ảnh sắp tới rồi, bà chuẩn bị đi nha. Tôi cảm ơn bà nha. Khi nào lên thành phố nhớ alo cho tôi nha. Ok, bye bà. Bye. Nhi, em có sao không vậy? Anh còn tới đi làm gì nữa? Ừ, anh nghe Trang gọi điện thoại nói là em bị sốt mấy ngày nay, không ai chăm sóc. Em đã bớt chưa? Tôi bệnh thì kệ tôi, có liên quan gì tới anh đâu. Ừ, Nhi nè, mấy ngày nay anh nhớ em nhiều lắm. Anh vốn đào qua từ đó tới giờ mà. Rồi, anh cũng sẽ như cũ thôi. Không, anh sẽ thay đổi, anh hứa. Tuyệt đối là không có lăng nhăng như trước nữa. Anh thật lòng yêu em mà Nhi. Trang nói em vẫn còn yêu anh cho nên mới đổ bệnh như vậy. Em cho anh cơ hội đi. Nhi, cho anh một cơ hội đi nha. Anh đứng lên đi. Em tin tưởng anh lần này nữa. Cảm ơn em. Anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Hả? Cho con trái dừa con. Ừ. Alo chú hả? Alo, chú nghe đây, sao rồi con? Dạ, con vừa mới gửi tiền cho ông Tám rồi đó chú. Ông Tám chuẩn bị đi rồi đó chú. Chú cảm ơn con. Dạ. Về thành phố chưa? Dạ chưa. Con đang trên đường về chú ơi. Chừng nào về thì alo cho chú nghe. Chú cháu mình gặp nói chuyện sau. Dạ, con chào chú. Vô nè cậu. Dạ cảm ơn. Dạ. Bao nhiêu tiền vậy cô? 10.000. Cho con gửi. Cảm ơn cô. Cô còn đang nợ bà Tư Xuân còn chưa trả tiền. Dai tôi nữa biết chừng nào tôi mới lấy lại tiền gốc. Con thế chấp miếng đất nhà con mà dì. Có gì dì lấy đất lấy nhà. Miếng đất nhà cô thì cũng được đó. Nhưng mà đụng vô ông Hai Diệp suốt ngày sai xỉn rồi làm khó. Thôi tôi không dám đâu. Cô về bà dây chỗ khác đi. Tôi không có cho dây được. Cá khét rồi kìa. Trời ơi, bình tĩnh đi. Có chuyện, có sao không? Không, tôi không có sao hết á. Đỏ hết trơn rồi mà sao không sao được? Tôi không có sao. Nè, chùm đá vô đi. Nó sẽ hết hả? Nó sẽ bớt phòng liền.
Nè thôi đi, anh đưa cho tôi tự làm được rồi. Chườm vô đi, để nó không có bị phồng lên. Nè thôi đi, mẹ tôi đã nói rõ rồi, anh không nghe hả? Tôi tự làm được rồi. Thằng Hữu nói cô đã từ hôn rồi, có gì đâu mà ngại. Cho dù có từ hôn, tôi cũng không thích anh. Rõ ràng thằng Hữu nói với tôi là cô thích tôi, cho nên cô mới từ hôn với nó. Không có. Có. Không có. Có. Tôi đã nói không có là không có mà. Không có thôi, làm gì dữ vậy? Cô chào mẹ. Nè. Dạ. Hai đứa có chuyện gì mà ồn ào vậy? Dạ đâu có gì đâu vậy Tư. Hồi nãy cô qua bên bà Bông á, bà có cho dài không? Dạ không gì. Đó thấy chưa, dài bà đâu phải chuyện dễ. Vậy mà người nào cũng khen bà là nói bà lại thấp. Hay là tôi cho cô dài tiếp nha. Thấy hoàn cảnh cô tôi thấy tội nghiệp. Dạ thôi dì Tư, tiền cũ mà con thiếu gì con còn chưa trả xong nữa. Với lại mẹ con cũng muốn người ta dị nghị. Tùy cô thôi. Thôi thôi, tới rồi. À, dạ. Mày đi đợi dạ. Tao một chút nha. Dạ. Để tao vô nhà ăn xương chút coi. Rồi, được rồi. Nón nè. Ủa, chú Tám. Dạ thưa chú, chú ngồi chơi. Để con vô lấy nước. Thôi khỏi con, chú mới uống nước ở nhà rồi. Chú qua gặp con có chút chuyện. Dạ, chú kiếm con có gì không? Chú nghe nói con bệnh dữ lắm. Rồi có đủ tiền đi phẫu thuật chưa? Dạ, số tiền hơi lớn nên con cũng chưa đủ tiền. Bao nhiêu tiền chú cho con mượn? Nhưng mà chú làm gì có tiền cho con mượn? Chú mới bán miếng đất của Hương Quả để lại cũng được mấy trăm triệu lận. Chú định giúp con lâu rồi nhưng mà không có tiền. Bây giờ thì chú có rồi, con nghe chú, lấy tiền đi phẫu thuật để cho hết bệnh. Con ráng hết bệnh nghe. Con Ngân nó lo cho con nhiều lắm. Chừng nào có tiền trả lại cho chú cũng được mà. Dạ, con cảm ơn chú nhiều lắm. Không có sao đâu, chỉ cần giúp được con là chú mừng rồi. Tiền phẫu thuật hết bao nhiêu con cứ hỏi bệnh viện đi, chú đem qua cho con nha. Dạ. Nè, cái tay có sao không vậy? Có nghe tôi hỏi không? Nè, cái tay bị dính gì nè? Anh làm gì vậy? Cái gì? Tôi phủ giùm cô thôi mà. Cô làm gì thấy ghê vậy? Cô làm gì cô sợ tôi dữ vậy? Tôi là người chưa có vợ, còn cô với anh Hữu đã hủy hôn rồi. Hai đứa đều là độc thân, có gì đâu mà ngại mà không dám thừa nhận tình cảm của nhau. Cô nghe tôi nói chuyện với cô hả? Cô nghe tôi nói chuyện với cô sao? Cô giả điên hả? Đừng nói chuyện luôn đi nha. Đồ khó ưa. Phải rồi đó. Vậy thôi anh đừng có ưa tôi nữa. Anh khó ưa tôi giống như hồi trước là được rồi. Nói gì mà nói được luôn đó hả? Đó. Tôi vậy đó được chưa? Đừng có ưa tôi nữa nha. Được rồi. Thôi lau nhà đi. Dễ sợ thiệt á. Khó tính dữ vậy. Cô Tư ơi. Cô Xuân ơi. Có nhà ông dạ. Cô. Dạ. Ông Tám. Ông mới tới hả? Ủa ông Tám tới đây vay tiền của dì Tư Xuân hả? Không có, tao tìm Tư Xuân á, có chút chuyện. Dạ, con mời ông Tám vô nhà. Vô. Ông Tám ngồi chơi nha. Ông Tám đợi con chút nha, con vô kêu dì Tư liền. Đi đi con. Chị. Dạ. Chú kiếm tôi hả? Dạ. Nhưng mà nhìn chú lạ quá. Tôi là chú của mẹ Ngân. Ủa? Dạ. Ở bên Long Hồ á. Ủa vậy hả? Vậy là ông là ông của Ngân hả? Con. Dạ, con chào ông. Ông qua thăm Ngân hả ông? Trời ơi, nó tỉnh ghê chưa. Ông của ta vẫn làm như ông mình. Biết đâu được mai mốt sẽ là ông của con thì sao?
Con mời ông uống nước. À con, cảm ơn con. Dạ. Cô Tư nè. Dạ. Tôi qua đây gặp cô để trả tiền cho con Ngân. Hả? Hả? Nó thiếu cô tổng cộng là bao nhiêu? Tôi trả hết. Chú trả hết tiền nợ cho nhà Ngân hả? Ừ. Cô cứ tính đi, tôi trả hết. Con Ngân nó không còn ở nhà cô nữa. À? Để nó về đi làm chỗ khác để kiếm tiền nuôi ba mẹ nó. À. Dạ thôi, ông Tám ơi. Dạ thôi, con không dám nhận tiền của ông đâu. Ông nói chuyện với mẹ con rồi, mẹ con cũng đồng ý. Dạ. Ông muốn giúp đỡ nhà con mà. Con cứ yên tâm. Không được đâu. Ủa Ngân. Hả? Ủa Ngân. Sao không vô đi mà lại đứng ngoài này vậy? Vô làm gì? Ở trong đó đâu có việc gì đâu. Tôi tính nhìn coi lò gốm xây lại sao thôi à. Nè, anh nghe thằng Long nên nói là ông Tám trả hết nợ cho em. Rồi ông còn cho tiền cho ba phẫu thuật nữa hả? Tại mấy bữa nay em thấy mẹ em hơi mệt, cho nên em tính là tuần sau mẹ em khỏe một chút á, có thể em đưa mẹ em lên thành phố làm thủ tục phẫu thuật luôn. Rồi bây giờ em lấy lát về đang hay là em làm ở đâu nữa? Dạ tạm thời em đang lát thôi. Đợi khi nào mẹ em phẫu thuật xong, ổn định sức khỏe rồi em mới đi xin việc làm. Ở quê có việc gì đâu mà làm, làm công cực lắm. Lò gốm đang tuyển người kìa. Hay là Ngân vô đây làm lại đi. À phải đó Ngân, em vô làm lại đi. Chế độ tốt lắm. Còn được đào tạo nữa. Để em suy nghĩ lại còn sao. Suy nghĩ cái gì? Em phải đăng ký liền đi. Người ta đăng ký nhiều lắm á. Nè, em mà suy nghĩ là hết phần của em luôn á. Dạ. Hay là ngại tôi? Thôi trễ rồi, em về nhanh tình. Ừ, nè. Dạ. Em về suy nghĩ nhanh nha. Đây là cơ hội á. Có gì em qua chú Sáu đăng ký liền nghe. Em biết rồi, thôi em về nha. Em về đi. Coi bộ nó muốn tránh mặt mày á. Kêu nó khoái làm gớm giống tao lắm. Sao rồi? Hôm trước tôi điều tra được người mà ông Hoàng âm thầm giúp đỡ, đó là gia đình ông Hai Diệp. Hơn 20 năm trước, ông Hoàng và bà Bích Sương có một mối tình. Ra là vậy. Còn tên Khải, dạo này nó có điều tra được gì không? Nó đang điều tra một số nơi ở Sài Gòn. Chắc là nó nghi ngờ bà lại trốn về Việt Nam. Tôi đã đi theo thằng Khải qua Campuchia, và tôi có một số hình ảnh của bà lại. Nếu anh cần, tôi sẽ cho người đi tìm. Tôi tìm bà làm gì? Chỉ cần anh đi theo thằng Khải, nếu nó tìm được bà thì đi trước một bước, trước khi nó kịp báo tin cho cậu tôi. Phòng hờ vậy thôi, chứ mấy chục năm rồi, có tìm được bà cũng chưa chắc tìm được thằng Duy. Ok anh. Mà tại sao anh sợ tìm gặp được thằng Duy? Tôi thấy ông Hoàng cũng đối xử tốt với anh mà. Anh cũng đã đóng góp nhiều cho công ty Trần Gia mà. Thằng Duy đó nếu còn sống, biết đâu nó bây giờ cũng là một người không ra gì. Việc gì anh phải lo sợ? Đúng là cậu tôi rất thương tôi. Nếu có tìm được thằng Duy thì vị trí của tôi cũng không có thay đổi gì. Chỉ là dù gì tôi cũng không phải là họ Trần. Con ruột tất nhiên vẫn có quyền lợi hơn cháu. Cẩn thận vẫn hơn. Alo, em đi làm về chưa? Ừ, được rồi, anh qua liền. Thiệt là ông trời phù hộ. Em nghe được chuyện này á, em mừng hết sức vậy đó. Tôi cũng không ngờ. Ừ con. Mọi chuyện tới đột ngột quá, giống như là nằm mơ vậy đó. Mẹ, để con làm, mẹ qua nói chuyện với Nam đi. Vậy tuần sau lên trển chắc ở lâu hả Ngân? Dạ bác sĩ nói á, trước tiên á là mình phải khám tổng quát hết lại cho mẹ con, rồi sau đó mình phải nhập viện trước một tuần rồi mới mổ đó gì Nam. Phải chi mà ở tỉnh á, vì chạy tới chạy lui phụ con được. Ở thành phố xa quá. Dạ không sao hết, con tự lo được mà gì. À dì Nam, bữa giờ con Nguyên sao rồi?
Cũng lâu quá rồi con không gặp nó nữa. Ờ, ban ngày á, nó ở tiệm buôn tóc học nghề rồi con, tối nó mới về. Mà nó cũng giờ gặp thằng Minh, cho nên lúc này á, đâu dám đi đêm đi hôm như xưa nữa đâu. À, hay là bây giờ con mượn thêm tiền của ông Tám ra chỗ con Nga học làm tóc với con Nguyên đi con. Công việc đó cũng nhàn mà, con Nguyên nhà gì làm biến muốn chết mà cũng làm được đó con. Giờ con thấy giờ thôi đi, ông Tám cũng giúp mẹ con nhiều quá rồi. Con đợi mẹ con phẫu thuật xong, chắc con xin đi làm công nhân, như vậy ổn định hơn. Hay con xin vô lò gốm của thằng Long làm đi. Chỗ đó đang tuyển công nhân để đào tạo, mà lại gần nhà mình nữa. Mẹ, mẹ cho con vô làm gốm thiệt hả? Từ đó giờ, con vẫn đi làm gốm mà Ngân. Mẹ con đâu có cản con đâu. Dạ, dạ không phải gì đâu vậy Năm. À, làm lò gốm thằng Long chứ gì. Nhưng bây giờ, nguyên cái làng gốm làng mình, chỉ còn cái lò của thằng Long là còn hy vọng thôi hả? Hôm qua, mẹ có gặp chú Sáu. Chú Sáu nói có kêu con vô lò gốm làm, mà con chưa chịu trả lời. Mẹ biết con chỉ thích làm gốm. Nếu con hứa với mẹ vô lò gốm chuyên tâm làm việc thì mẹ sẽ cho con làm. Con hứa với mẹ mà, mẹ cho con vô làm đi. Ở trong lò gốm ai cũng bận rộn hết á, con vô đó không có thời gian tiếp xúc với ai đâu mẹ. Chị đừng có cố chấp nữa, tội nghiệp tụi nhỏ. Hồi xưa nó còn hôn ước với thằng Hữu thì không nói, còn bây giờ nó dứt khoát rõ ràng rồi. Tụi nó thương nhau, chị cho tụi nó tới với nhau đi. Hoàn cảnh của hai đứa khác xa nhau quá chị à. Tôi không muốn mấy lời dị nghị đồn đại của người ta thành sự thật, không hay chút nào hết. Thôi, vậy tùy chị quyết định. Tao hết lòng vì vì bạn bè gọi đó nha. Lâu lâu tao mới có dịp đi câu. Tao nhường cho mày á. Tao biết rồi mà. Tao thương nhiều lắm. Cảm ơn bạn Hiền nha. Ngân tới kìa. Ngân tên. Kỳ vô. Nè cái gì? Đưa cái này đi. Nè nè, cầm. Nhanh lên. Trời ơi, nhanh lên. Nè. Anh làm gì đây vậy? Tại vì anh đau quá. Nè, hai đứa đi cậu đi tập sự vui vẻ ha. Đau á. Ôi da. Anh Tịnh. Nhớ bảo trọng nha. Anh Tịnh. Tịnh cái gì mà Tịnh? Trèo đi nhanh lên. Nè. Vậy? Tôi nói là tôi không có đi đó. Anh đi lên đi nha. Tôi nhất định là tôi không có chèo á. Tôi không có lên đó. Tôi đã nói là tôi thế thằng Tịnh mà. Sao? Con không chịu chèo đi đúng không? Được rồi. Vậy thôi hai đứa mình nè, ngồi nhìn nhau đi. Nhìn nhau gắm nhau cười. Mệt quá. Sao mà anh ly lợm dữ vậy hả? Tại bản tính tôi lì mà. Rồi anh muốn ngồi đây cười chứ gì. Tôi cũng ngồi đi cười với anh luôn tới sáng còn sao. Coi ai lì hơn ai. Tôi nói rồi nha, tôi dai như đĩa vậy đó. Con dám, con chịu nổi không hả? Cái gì vậy? Ê, làm gì vậy? Dù sao hôm nay nước cũng lớn, hỏng đi câu thì uổng. Cùng lắm đi thì đi, không phải là tôi sợ anh đâu nha. Thì cứ cho là vậy đi. Vậy thì chèo nhanh lên đi. Nhanh lên. Mà anh có biết câu không mà mày đặt đi câu? Cô yên tâm đi, thằng Tình nó chỉ tôi rồi, khỏi lo ha. Cái ông Tình này bực mình thiệt luôn. Đó, bây giờ mình chỉ cần cầm cái cần câu để như vậy nè. Thấy mà cái phao nó dừng á, có nghĩa là cá cắn câu. Còn nếu mà cái phao nó không dừng á là mình phải ngồi đây đợi. Anh cứ làm như là tôi không biết câu vậy. Nè, anh làm gì vậy? Nè, cái xuồng nó lật bây giờ. Có gì đâu lật, ngồi gần thôi mà. Ngồi xích lại gần nhau để nói chuyện với nhau cho rõ ràng hơn được không? Chắc hôm nay sáng quá ha. Chắc là mỗi lần khi cắm câu xong á, chờ cá cắn câu á, thì thằng Tình sẽ hát cho cô nghe chứ gì.
Hôm nay thì để tôi hát cho em nghe. Xem thường tôi quá. Nghe nè. Đưa tay tôi ngắt cái cọng này à, ngắt cái cọng này à, chưa thương em mà anh đứt ruột à, giả đò ngó. Trời ơi, anh hát lại là tra tấn người ta vậy? Anh tính làm cả vùng này thức dậy hết luôn hay sao á? Anh hát gì mà dở ẹt à, anh Tình hát hay muốn chết luôn à. Anh sao đừng có hát nữa. Người ta hát vậy mà nói khó nghe. Em có biết là anh đi hát karaoke được mấy chục điểm lận không? Tôi không biết, nhưng mà nói chung là hát khó nghe lắm á. Khó nghe thì cũng phải nghe, bởi vì người ta hát bằng hết cái sự tâm tư tình cảm của người ta. Với lại cái lời bài hát cũng giống như là cái tình cảm mà anh muốn trao cho em vậy đó. Thôi nha, đừng có làm người ta nổi da gà đó. Lúc nào cũng không bao giờ nói được một tiếng ngọt ngào là làm sao? Ờ, tôi vậy đó. Ai mượn anh thương tôi làm chi vậy? Tôi thích thì tôi đi theo được không? Anh thiệt là lì lợm quá. Đưa tay tôi ngắt cái cọng này à. Chứ thương mà. Em, thương em mà tôi đứt ruột. Thôi mà. Ai biểu không chịu nhận tình cảm của tôi làm chi? Tôi buồn quá tôi phải hát thôi. Hát dở ẹt à? Đưa tay, thôi, đưa tay. Đừng có hát nữa. Thôi mà. Giờ nhận chưa? Không. Đưa tay anh ngắt cái cọng này à, ngắt cái cọng này à, chứ thương em mà anh đứt ruột à, giả đò ngó lên. Em chịu rồi mà, đừng có hát nữa. Vậy chấp nhận rồi đúng không? Không biết. Biết không? Không biết. Không biết hát nữa. Đưa tay anh... Được rồi. Vậy chấp nhận đúng không? Chấp nhận thì chấp nhận. Đó, ít ra phải vậy chứ. Gì kỳ vậy? Đang cười khi không sụ mặt xuống là sao? Hai đứa mình mà quen nhau, mẹ em sẽ giận. Vậy thì tụi mình tới năn nỉ mẹ. Hay là sáng mai hai đứa mình qua gặp mẹ nói chuyện nhé. Thôi đi, đợi mẹ em phẫu thuật xong đi, lỡ mẹ giận rồi mệt tim nữa. Ừ, vậy thì tùy em. Hả? Mà để vợ nói chuyện xong nghe thấy nó kỳ kỳ, nó sẽ sai cái gì á? Hả? Kỳ gì mà kỳ? Nói chuyện gì đâu mà không có chủ ngữ gì hết trơn vậy? Thì tôi... Tôi cái gì mà tôi? Yêu nhau rồi thì phải xưng anh với em cho nó tình cảm xíu có được không? Nói chuyện tôi với cô nghe nó lạc nhắc rồi. Không có được. Sao không được? Không có quen. Sao không quen? Không được mà. Từ trước giờ anh chưa nghe em nói với anh một tiếng ngọt ngào nào hết trơn á. Nói tiếng ngọt ngào cho ta nghe coi. Không có được. Sao không được? Không được là không được mà, anh lì quá vậy. Tôi vậy á. Giờ sao? Không thích thôi. Nhưng mà anh thích. Em cứ kêu, kêu làm sao mà nghe nó ngọt ngào là được rồi. Kêu không? Không. Không đúng không? Đưa tay anh gắt. Thôi mà, kêu thì kêu. Kêu sao? Anh. Đó. Có dễ thương hơn không? Thôi. Trời ơi, lần đầu tiên đi câu cá, dính được con cá. Bỏ vô. Đó, thấy chưa? Thiên tiếng anh là dính con cá liền, thấy chưa? Anh hay quá ha. Ừ. Dạ dì Út ơi. Dì Ngân, hôm nay con có cá tươi nè dì. Được rồi, Út có Út mua cho. Dạ. Để Út cân nha. Dì cân có nhiêu ký nha. Được không, anh coi coi. Dạ. Nè, chụp dì cá đi. Ngồi xuống. Nè Út trả tiền nè. Dạ. Ừ, mấy chục ngàn. Con cảm ơn dì Út nha. Cảm ơn dì Út nha. Ừ, nè. Dạ, dạ, cảm ơn. Tôi dì Út con về. Ừ, bây giờ nha.
Dì ơi, cho con hỏi chút đi dì. Không muốn tìm ai. À, dì ở đây á, dì có biết bà này không dì? Phải bà ở trong làng này không dì? Không, không biết. Lạ quá à, không biết. Không biết hả dì? Không. Dạ, dạ con cảm ơn dì nhiều. Alo, tôi nghe. Sao rồi? Thằng Khải ngoài này vẫn tìm bà Lại ở vùng mình thích. Tôi nghĩ là nó đã biết được bà Lại đang ở đây. Nếu thằng Khải đã xác định bà ở đó thì mình cứ chủ động tìm kiếm trước. Vùng đó cũng nhỏ mà. Vùng này hẻo lánh. Tôi không thông thạo, dân cư thì thưa thớt. Tôi không biết tìm bà ở đâu hết. Tôi chỉ đi theo thằng Khải thôi. Được rồi, anh cứ bám theo thằng Khải đi. Tôi sẽ cho người hỗ trợ sau. Chào anh. Vô đi. Dạ, anh gọi em. Cậu ngồi đi. Dạ. Tôi có một việc muốn nhờ cậu. Chuyện gì anh? Ở dưới quê của cậu có ai thạo việc tìm người không? Tôi muốn nhờ tìm một người. Dạ, có anh. Em có thằng bạn, nó có mối quan hệ rất là rộng. Được rồi, tôi sẽ đưa hình cho cậu. Cậu về dưới nhờ người tìm giúp tôi. Dạ. Nè, nhớ tuyệt đối đừng cho cậu của tôi biết. Ừ? Dạ. Vậy người này có liên quan tới bác Hoàng anh? Không phải gì của cậu. Dạ, em xin lỗi. Chỉ cần cậu cố gắng làm việc trung thành cho tôi, đảm bảo tôi không để cậu thiệt thòi. Ừ? Dạ, em biết rồi. Ừ, ra ngoài đi. Dạ, em xin phép. Ừ. Trời ơi, chị khỏe không vậy? Khỏe. Trời ơi, lúc nào cũng thấy chị sao mà trẻ trung hết trơn á, đẹp dễ sợ luôn á. Chị là giai chị của em đó nha, mà ra ngoài đường người ta nói á, em á là chị của chị không à. Cảm ơn nha, tới mượn tiền nữa phải không? Mượn gì mượn hoài vậy? Mới mượn mấy chục triệu nữa, giờ mượn nữa làm sao? Trời ơi, không biết làm sao mà nó đe quá trời luôn vậy chị. Em đánh đâu thua đó vậy đó. Chị, giúp em 10 triệu. Không. Cho em mượn đi mà. Mẹ, được hết tiền rồi. Dì Lai. Có. Ai, con. Dì mới qua hả? Ừ. Qua đây, trời, nhìn có vẻ hình như mượn tiền mẹ con đúng không? Thì đúng rồi, nhưng mà mẹ con á. Mẹ, sao không cho dì Lai mượn tiền đi? Mẹ. Trời ơi, nó nói vậy mà không chịu nghe. Mẹ con đẹp đúng không? Đẹp dễ sợ luôn. Mà tính tình là dễ thương. Có được một thằng con trai vừa đẹp trai vừa hiếu thảo nữa. Trời ơi, còn biết tình làng nghĩa xóm nữa ha. Có đạo đức dễ sợ, biết giúp người nghèo khó nữa phải không? Xúi mẹ con cho dì mượn tiền. Vậy mà chị không biết ý con trai gì hết trơn à. Nè, vô nhà tắm rửa đi con. Suốt đêm qua con đi chơi rồi còn gì. Dạ. Đi đi. Long. Dạ. Dì nghe tối hôm qua thằng Tình nó hẹn hò cho con với Ngân phải không? Dạ. Thì tối hôm qua tụi con đi câu khuya. Cái sáng nay tụi con mới ra chợ bán cá nè. Đi 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 đi. Dạ. Đi vô nhà cho mẹ nói chuyện. Đi đi. Dạ. Nhưng mà con đang nói chuyện với dì đi Lại vô mà. Nhà đi. Dạ. Trời ơi, công nhận cái thằng này nó có duyên dễ sợ. Vừa đẹp trai vừa có duyên nữa. Nói nghe nè, con nhỏ Ngân nhà ông Hai Diệp. Trời ơi, không phải nói nhiều chuyện nha. Nghèo gần chết luôn vậy. Nghèo sơ nghèo sát. Sao chị không chịu cản vậy? Con tôi thương, chỉ cần nó vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Bà tới mượn tiền chứ chị. Nè, tiền nè, cầm đi. Cảm ơn chị nha. Trời ơi, phải nói chứ thằng Long nó có phước ghê vậy á. Làm ơn, từ đây về sau đừng bao giờ đến đây giùm tôi một cái. Biết rồi, nếu mà em chiến thắng thì tới đây tìm chị làm gì. Nếu em thất bại em sẽ tìm chị dài dài. Em thương tiền lắm chị ơi. Em đi nha chị, em bye bye chị nha. Đừng tới chị đây nữa. Rất dễ thương, ok, hẹn gặp lại.
Dạ con xin lỗi bác, con tới trễ. Không sao đâu con. Dạ tại vì con phải đưa Ly về nhà. Bác tới lâu chưa? Bác cũng mới vừa tới. Dạ mời anh chọn nước. Cho anh cà phê đá thôi. Dạ. Bác thấy hai đứa hạnh phúc quá. Dạ tụi con dự định một thời gian nữa tụi con sẽ làm đám cưới. Vậy hả? Dạ. Vậy là con sắp làm con rể của bác rồi. Dạ. Con mất cha từ nhỏ nên con rất muốn có một người cha. Chuyện này á con cũng hay nói với Ly, nhưng chỉ có điều mà biết Ly luôn cứng đầu mà. Dạ. Bác, bác cho phép con hỏi điều này nha. Con cứ hỏi đi. Con có nghe Ly nói năm xưa bác phản bội mẹ của Ly. Con không biết là sự thật là như thế nào vậy bác? Thật ra bác và mẹ của con Ly cũng không thể nói là ai phản bội ai. Lúc đó cả hai đều hết tình cảm với nhau rồi. Chuyện hôn nhân của bác và mẹ của con Ly và danh dự của gia đình, cả hai đều đi tìm niềm vui mới hết. Chỉ là chúng tôi thống nhất không cho ai biết chuyện này. Không ngờ cô bồ của bác nó làm ầm ĩ lên, nó đòi danh phận. Còn biết không, nên bác mới là người mang tiếng phản bội. Vậy thì chuyện này tại sao bác lại không nói hết cho Ly biết? Con Ly nó thương mẹ nó nhiều hơn. Dù gì bác gái cũng đã mất rồi, bác cũng không muốn phá hủy hình ảnh của mẹ nó trong mắt nó. Dạ con hiểu rồi. Thank you.